Vâng, chỉ còn hơn 100 ngày nữa thôi là chào đón một cái Tết năm mới đấy quý vị anh chị. Mọi người mình đã mua sắm cho bản thân mình một ngôi nhà ở Bình Dương chưa? Ngày hôm nay thì em Hương tiếp tục công việc chia sẻ đến mọi người mình một sản phẩm cặp nhà trọ tặng luôn căn nhà 150m², giá cực kỳ ngọt. Trước khi nhắc về giá thì em Hương xin được chia sẻ về đường xá cũng như dân cư ở đây để quý cô bác anh chị cùng tham khảo. Tuyến đường hiện trạng của chúng ta là đường trải nhựa, có chiều rộng lòng đường là 8m và có vỉa hè là 4m. Tuyến đường này là đường bán cờ, đường thông hai đầu ha quý vị anh chị ơi, gần với trường học, bệnh viện, Bách Hóa Xanh, Con Cưng, chỉ đúng 5 phút di chuyển thôi. Và sản phẩm ngày hôm nay em chia sẻ đến mọi người mình có hướng mặt tiền là hướng Tây, trước nhà có hai cây lộc vừng rất là lớn và giá trị bất động sản này cực kỳ rẻ và cực kỳ ngọt quý vị anh chị ạ. Chính vì ngọt nên là mới có cái mức giá rẻ để gửi đến quý vị anh chị mình. Sản phẩm ngày hôm nay em chia sẻ đến mọi người mình có chiều ngang 10m, chiều dài 30, full thổ cư, đất ở đô thị, pháp lý sổ hồng riêng, quy hoạch 100% đất ở đô thị quý vị anh chị ạ. Khu vực dân cư cực kỳ đông tại khu dân cư của Mỹ Phước 2, thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Giấy phép xây dựng, giấy phép kinh doanh đầy đủ và sản phẩm này có mức giá 5,2 tỷ thôi quý vị anh chị ơi. Vâng, mọi người mình không nghe lộn đâu. Mức giá đất giao dịch ở đây, đất không thôi, 10m á, ở những cái trục đường khác, đường nhỏ hơn, đường nhánh thì đang có cái mức giá là 4 tỷ 6 rồi quý vị anh chị ạ. Tuy nhiên thì căn nhà này cực kỳ ngọt nên là mới có mức giá là 5 tỷ 2. Hiện tại thì sổ hồng đang nằm trong ngân hàng với cái mức vay là 2 tỷ 8 rồi quý vị anh chị ơi. Đang cho nguồn thu nhập ổn định á, là 15 triệu trên một tháng. Có một căn kiosk này và 12 phòng trọ ở phía đằng sau, tổng là 13 phòng trọ ha, đang cho thuê quý vị anh chị. Và một căn nhà cấp 4. Đấy, nhà của chúng ta được xây dựng tổng diện tích sàn sử dụng là 150m². Ở mặt tiền dưới thì gia chủ xây dựng với bề ngang của chiều dài nhà này là ngang 4m, dài là 15. Tổng cả diện tích sàn ở phía bên trên á, là xây rộng hơn một chút, là chiều ngang là 6m và chiều dài 15 ha. Đây là mới có diện tích sàn là 115m² ha quý vị anh chị. Trong ngôi nhà này á, thì cực kỳ đẹp luôn, thật sự là rất là đáng tiếc quý vị anh chị ơi. Tuy nhiên thì nợ nần chồng chất nên là buộc phải bán nhà để giải quyết quý vị anh chị ạ. Đây là một cái căn nhà rất là tâm huyết của anh chị chủ quý vị anh chị. Tuy nhiên thì kẹt tiền quá buộc phải bán thôi. Nội thất thì anh chị sẽ mang đi ha. Nội thất thì cũng không có gì đâu quý vị anh chị ạ. Chỉ có một bộ bàn ghế thôi và tivi tủ lạnh các thứ thôi ạ. Ngôi nhà này được gia chủ thiết kế rất nhiều công năng. Một phòng thờ, một phòng khách, ba phòng ngủ, hai nhà với cấp C và một không gian nhà bếp quý vị anh chị ạ. Cực kỳ là rộng luôn. Thoải mái cho hộ gia đình ba thế hệ ở ha quý vị anh chị. Cực kỳ rộng ha. Đây là không gian bếp nha. Ở đằng trước á, thì có không gian phòng khách, thì chút nữa em Hưng sẽ quay cụ thể hơn để mọi người mình cùng khảo sát ha. Bên trong đây thì mọi người có thể thấy là toàn bộ sàn là gia chủ là đổ tấm nguyên khối, đổ đúc ha quý vị anh chị. Ở trong không gian này thì có một cái căn phòng là phòng ngủ ở phía bên dưới cho anh chị chủ nhà ở, và phía bên trên là có hai căn phòng ngủ và một căn phòng thờ thì để dành cho hai cô con gái xinh đẹp ở ha quý vị anh chị ơi. Và ở trong không gian phòng bếp này thì thiết kế cực kỳ đẹp luôn. Và ở đây có cả cái hệ thống cửa để di chuyển ra phòng trọ ha quý vị anh chị. Chút nữa thì em Hưng sẽ ra phòng trọ để chia sẻ đến mọi người mình ha. Đây, phòng khách thì phải nói là đẹp mê ly luôn. Và đây là cầu thang để di chuyển trên lầu. Ở trên lầu này thì có một phòng thờ, hai phòng ngủ và có cả ban công để nhìn ngắm view dân cư ở đây. Cực kỳ đẹp quý vị anh chị ạ. Đây là phòng thờ này. Đây là ngoài ban công ha. Ngoài ban công đây thì gia chủ tận dụng để một số cái đồ thiết bị linh tinh, chẳng hạn như chén đĩa linh tinh quý vị anh chị ạ. Đấy, không gian view cực kỳ đẹp. Nhà ở bên trên này thì gia chủ xây là bề ngang 6m, còn 4m bên này là của nhà trọ ha quý vị chị. 4m mái tôn đây ha. Khu vực dân cư ở đây thì phải nói là ôi trời ơi, đông lắm quý vị anh chị ơi. Đây là view nhìn ra ngoài này, có hai cái lộc vườn. Đây là em dùng hình ảnh flycam để quay cho quý vị anh chị mình nhìn trực diện bên trên ngôi nhà ha. Rất là đẹp quý vị anh chị ạ. Mà có cái mức giá cực kỳ rẻ, chỉ có 5 tỷ 2 thôi. Đất không ở đây á, người ta đang bán là 4 tỷ 6 rồi quý vị anh chị ạ. Trời ơi, phải nói là cực kỳ rẻ luôn. Em Hưng mà có tiền là em sẵn sàng mua ngôi nhà này để vừa ở vừa cho thuê. Cực kỳ hợp lý luôn.
Đúng là chỉ trong cái thời điểm khó khăn như thế này thì mới mua được những cái bất động sản đẹp và giá rẻ quý vị anh chị ạ. Không gian phòng thờ cũng rất là rộng rãi, khoảng tầm là 12 mét vuông. Và bên trong đây thì là có một cái không gian hai phòng ngủ. Đây, phòng ngủ thứ nhất, phòng ngủ thứ hai. Và bên này là một cái nhà vệ sinh quý vị anh chị ạ. Đây, nhà của chúng ta là có hai nhà vệ sinh, một nhà vệ sinh bên dưới và một nhà vệ sinh bên trên, thì tất nhiên là đều kết hợp là cả không gian tắm luôn quý vị anh chị ạ. Phòng thì cũng em thấy là khá là đủ dùng thôi quý vị anh chị ạ, là khoảng là 15 mét vuông ha quý vị anh chị, cũng rất là rộng ha. Và bên không gian bên dưới này, ngoài ngôi nhà em Hưng vừa giới thiệu ra, còn có một căn kiosk và 12 phòng trọ. Đây là không gian bên trong của căn kiosk của chúng ta ha, rất là rộng. Căn kiosk này thì được gia chủ xây dựng với cái bề ngang diện tích 4m, chiều dài là 9m. Và phòng thường ở đây gia chủ xây là 3 x 4 là 12 mét vuông ạ. Và từ vị trí nhà của chúng ta di chuyển ra khu dân cư nhà giàu hay thường gọi là biệt thự đơn lập ở đây á, chỉ đúng trong bán kính á, là 400m rồi quý vị anh chị ạ. Ngoài ra còn cách với trường cấp 2 của chúng ta chỉ trong phạm vi 300m thôi. Ôi nói chung rất là gần ha. Còn di chuyển đến trường cấp 3 chỉ đúng trong bán kính là 900m. Còn trường mầm non cấp 1 thì sát bên nhà của chúng ta rồi. Di chuyển ra trong bán kính là 5 phút thôi. Tiếp cận được là bệnh viện này, rồi con cưng, bách hóa xanh, điện máy xanh, rồi chợ, trường học. Ôi nói chung rất là nhiều quý vị anh chị ơi. Đấy, ngoài ra còn tiếp cận được cả là bệnh viện đa khoa của Mỹ Phước ha. Trong bán kính là 500m thôi. Phòng trọ ở đây hiện tại đang cho thuê là full phòng quý vị anh chị ạ. À, hiện tại em Hưng đang quay á, là lúc 2 giờ chiều. Thời điểm này á, thì các phòng đóng cửa, khóa cửa ngoài á, thì đang đi làm ha quý vị anh chị. Còn có một số phòng á, chỉ có 1-2 phòng thôi là làm ca đêm. Nên là em Hưng xin phép quay để quý vị anh chị tham khảo ha. Chút nữa thì em Hưng sẽ quay giới thiệu đến mọi người mình. Còn đây là cái hành lang thoát hiểm ha. Hành lang thoát hiểm này thì gia chủ xây ra khoảng là 1m quý vị anh chị ạ, và có cửa thoát hiểm ha. Đấy, nhà trọ này thì được xây dựng là kiên cố, rất là cao ráo quý vị anh chị, thoáng mát ha. Ở đây thì hiện tại đang cho thuê là full phòng rồi, tháng nào thì gia chủ cũng được là 15 triệu trên một tháng. Đây là cái căn phòng thường ha. Ở đây thì phòng thường thì đang cho thuê là 1 triệu trên một tháng, và kiosk thì ngày trước gia chủ cho thuê là 3 triệu. Tuy nhiên trong thời điểm hiện tại khó khăn, gia chủ giảm 500, vậy là còn 2 triệu rưỡi quý vị anh chị ạ. Tổng thu nhập hiện tại bây giờ á, sau khi đã giảm là còn 14 triệu 500 quý vị anh chị ơi. Đây là nguồn thu nhập ổn định ha. Giấy phép xây dựng, giấy phép kinh doanh đầy đủ hết. Quý vị anh chị mình có thể là mua đầu tư hoặc mua làm của, mua cho con cái ha quý vị anh chị ơi. Bất động sản cực kỳ rẻ luôn. Ở dân cư đây thì rất là thân thiện ha quý vị anh chị. Dân cư rất là đông quý vị anh chị ơi. Đầy đủ mọi tiện ích luôn. Tìm đâu ra một bất động sản giá rẻ như thế này nữa ạ. Rất xứng đáng để quý vị anh chị mình có thể là tham khảo ha. Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc Zalo. Em Hưng sẽ gửi cho mọi người mình đầy đủ như là vị trí này, quy hoạch này, sổ sách. Gửi cho quý vị anh chị mình đầy đủ mọi thông tin trước khi mình đi tham khảo về bất động sản này nhé. Đây là cái khu dân cư ha. Cách với trường mầm non của chúng ta thì em Hưng nói chỉ đi có vài bước chân thôi, là khoảng tầm là 150m thôi quý vị anh chị ạ, là đã đến trường mầm non rồi. Vâng, đây là trường mầm non ha. Hiện tại thì đang giữ các bạn nhỏ trong đấy rất nhiều. Các bạn nhỏ này thì con cái của các anh chị công nhân ở đây. Và ở đây thì cái hàng cây xanh này người ta trồng rất nhiều loại cây ăn trái này. Như là một hàng cây xoài rất lớn ở đây này. Và mùa xoài thì phải nói là trời ơi, trái cây chắc ăn không hết quý vị anh chị ạ. Và em Hưng còn thấy là có cả hộ gia đình là người ta trồng làm cái cây là cây mận đó quý vị anh chị ơi. Rất là nhiều ha. Bây giờ thì em Hưng di chuyển xung quanh để quý vị anh chị mình cùng khảo sát ha. Đây, quý vị anh chị mình thấy gì không ạ? Đấy là ngoài kia là có bách hóa xanh và con cưng ở ngoài đây quý vị anh chị ạ. Và bệnh viện luôn ha. Nói chung rất là gần ha. Từ vị trí của chúng ta di chuyển ra tuyến đường Đại lộ Bình Dương, hay thường gọi là quốc lộ 13, chỉ mất khoảng tầm là 5 phút di chuyển thôi, cụ thể là 800m thôi quý vị anh chị ạ. Rất là gần ha. Khách hàng từ thành phố Hồ Chí Minh di chuyển xuống đây là hết 42 cây, thành phố Thuận An, Dĩ An di chuyển xuống đây chỉ hết có 31 cây thôi. Sau đây thì em Hưng mời quý vị anh chị mình cùng khảo sát lại khu vực dân cư xung quanh. Phải nói là đông như kiến luôn quý vị anh chị ơi. Một cái cặp nhà trọ lại còn được tặng thêm một cái căn nhà nhà lâu có 150m2 mà giá chỉ có 5 tỷ 2 thôi. Quý vị anh chị mình chần chờ gì nữa,
Rồi, hãy liên hệ với em Hưng ha. Bây giờ thì em Hưng xin phép được kết thúc video clip tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý cô bác anh chị mình vào những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.